xin chào các bạn, chào mừng quý các anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đường Phố Sài Gòn Vlog. Hiện tại là mình đang có mặt trên đường Trương Định, là một trong những con đường rất là thân thương, thân quen của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây có cái đền thờ bà Marie Aman. Một cái đền thờ rất là đẹp anh chị. Di tích văn hóa Ấn Độ bà Marie Aman. Tiếng chuông trong cái đền thờ phát ra các chị nghe không? Đó là thánh thoát và yên bình. Một trong những cái đền thờ rất là cổ, rất là lâu đời trên đường Trương Định, thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì em mời các anh chị cùng em lang thang ngắm nhìn lại con đường Trương Định, thân thuộc thân quen ngày nào. Ngay góc đây thì có mấy cái nhà hàng Nhật đây, nhưng mà mùa dịch này thì thôi rồi cũng đóng cửa, điều hiu vắng lặng. Chỗ này thì người ta mới lát cái vỉa hè lại, các anh chị nhìn thấy khá là đẹp không? Mới làm thì rất là đẹp, nhưng mà không biết là bền hay không thôi. Bởi vì vỉa hè Sài Gòn không những là phục vụ cho người đi bộ, cho người buôn bán kinh doanh trên cái vỉa hè, mà còn phục vụ cho người, cho xe, cho xe Honda chạy lên nữa, bởi vậy nó mau hư đó. Mỗi khi mà kẹt xe thì hầu như là người dân đều chen chúc chạy lên vỉa hè để mà chạy cho nhanh đó các anh chị. Bởi vậy vỉa hè ở Sài Gòn mau hư là vậy đó. Thiết kế vỉa hè thì dành cho người đi bộ, nhưng mà khi kẹt xe rồi thì người đi bộ phải nhường lại cho xe ô tô, cho xe mô tô, phải nhường lại cho xe Honda. Bởi chính vì vậy mà cái vỉa hè ở Sài Gòn khó mà bền được. Ở đây là ngay cái công viên Tao Đàn đây, rất là mát mẻ, rất là đẹp. Tao Đàn là một trong những công viên mà lớn nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, có rất là nhiều cây xanh, rất là nhiều cây to, cây cao, cây bự, phủ một bóng mát để mà phục vụ cho cái lá phổi xanh của khu vực trung tâm quận 1, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây thì trong công viên còn có di tích đền Hùng, di tích của đền thờ vua Hùng, rất là nổi tiếng của khu vực thành phố. Và những cái ngày giỗ tổ vua Hùng thì rất là nhiều người dân thành phố đến đây thắp hương và tưởng nhớ đến công lao của các vị vua Hùng. Và nơi đây cũng còn là nơi của các chị, các cô đến để mà tập biểu diễn văn nghệ để phục vụ cho các khu vực địa phương của mình. Các mẹ, các cô đang tập múa quạt rất là đẹp không? Bởi vì ngày nay thì người già hầu như là dễ bị gọi là cô đơn, các anh chị ít có ở gần con cháu. Ngày nay thì con cháu bận đi học và bận đi làm, ít có ở cận kề với người lớn tuổi, nên là người già dễ bị cô đơn, nên cần có những cái hội nhóm như thế này để cho những người già hoạt động, cảm thấy bớt lẻ loi, bớt cô đơn hơn trong cái cuộc sống nhộn nhịp ở Sài Gòn này. Hôm nay thì trời cũng khá là nhiều mây nên là hơi u ám,
nên nhìn cảnh vật có vẻ là u ám, không có nắng đó các anh chị. Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2020, bây giờ tầm là khoảng 10 giờ sáng. Em đang đi trên đường Trương Định. Trước mặt các anh chị đây là đường Nguyễn Thị Minh Khai, là một trong những con đường cũng khá là quen thuộc của người dân khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Xuyên suốt từ quận 1 rồi quận 3 và đi từ trung tâm của quận 1 sẽ đi xuyên qua quận 3 rồi kết thúc ở ngay chỗ kênh Như Lộc Thị Nghè, nên cái đường này và khá là sầm uất, các anh chị thấy xe cổ rất là đông, đặc biệt là con đường này có nhiều hàng me nên là khá là mát. Me đây là me vàng, me thịt vàng các anh chị, nên con đường này khá là mát nên là rất là nhiều người dân người ta chọn đi con đường này để tránh đi cái nắng oi bức mùa hè của khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà lúc này thì cũng là mùa mưa rồi sắp chuyển sang thu nên là đường phố Sài Gòn khá là mát mẻ. Thì thấy trời nay nhiều mây, nhiều mây quá thì đường nó hơi tối nên nó quay có thể là lên hình nó không được đẹp lắm. Trời nắng đẹp thì quay lên hình camera nhìn nó mới đẹp sáng rõ. Đây là đường Nguyễn Đình Chiểu, có một cái chung cư khá là cũ, khá là lâu đời, nằm ngay góc Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định nha các anh chị. Một nét kiến trúc xưa, một nét Sài Gòn xưa. Nguyễn Đình Chiểu, Trương Định. Trương Định thì một chiều đi từ quận 1 vào quận 3 thì sẽ có một cặp đường song song, sẽ có đường Bà Nguyễn Thanh Quang sẽ đi ngược lại từ quận 3 đi vào quận 1. Sài Gòn lúc nào thì cũng có những cái cặp đường song song như vậy, nếu như là đường một chiều, một chiều đi vô sẽ một chiều đi ra, luôn luôn chọn một cái cặp đường như vậy để mà giảm kẹt xe và phương tiện lưu thông di chuyển dễ dàng hơn. Đây là Ngô Thời Diệm, đây là Ngô Thời Diệm, Trương Định. Đường Trương Định thì người ta rất ít kinh doanh, bởi vì trên đây hầu như là các cơ quan nhà nước, trường học, nên nói về cái mức độ kinh doanh thì cái con đường Trương Định và cái con đường mà Nguyễn Thanh Quang thì hầu như là rất là ít hộ kinh doanh trên cái con đường này, đa phần là các văn phòng chính phủ và các cơ quan nhà nước rồi trường học. Bởi vì trên cái con đường này thì rất là nhiều tòa nhà xưa các anh chị, rất là nhiều tòa nhà, rất là nhiều biệt thự xưa còn từ thời Pháp tới bây giờ, nên bây giờ thì người ta vẫn giữ lại những cái nhà cổ làm những cái văn phòng chính phủ, để là nơi làm việc, vừa giữ lại các cái nhà cổ xưa của thời Pháp luôn, rất là đẹp. Đi trên những con đường này thì rất là đẹp, rất là lãng mạn các anh chị. Bây giờ thì những hàng lá me bay là mùa thu mà lá vàng me bay rụng cũng khá là nhiều.
rồi ngắm nhìn những cái ngôi nhà cổ từ thời Pháp để lại. Bởi vì những con đường này có rất là lâu đời rồi nên là rất là đẹp. Một trong những con đường đặc trưng của trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Wow, bán rùa. Đây anh chị thấy toàn là cơ quan nhà nước không? Dạ. Bên phải cũng là cơ quan nhà nước, bên trái cũng là cơ quan nhà nước không? Nên là ít có nhà kinh doanh, ít có những hộ dân kinh doanh. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần xuất nhập khẩu cao su. Ban dân vận thành ủy. Và đây là đường Lý Chính Thắng, Trương Định Lý Chính Thắng. Ngay góc này có một cây xăng này cũng khá là lâu đời thì thấy cái gì. Bên phải cũng là một cái biệt thự thời Pháp rất là đẹp. Trương Định, khu nhà rất là đẹp, nhà từ thời Pháp. Đây là kỳ đồng, là kỳ đồng Trương Định đây. À, bên phải là cái nhà hàng Hai Lúa. Nhà hàng Hai Lúa rất là quen thuộc cái khu vực Trương Định này. Trước mặt các anh chị là Bộ Xây dựng, Cục Công tác phía Nam, Bộ Xây dựng phía Nam. Chả cá Đế Cương. Đường có hai thằng me, và me trái mình ăn được các anh chị, rất là mát thôi. Rất là đặc trưng của đường Trương Định, và đoạn trên kia là me địt vàng, còn đây là me trái mình ăn được. Hồi xưa ở đây là bán chùm cho mắt kiến các anh chị, bán mắt kiến đeo mắt á, là mắt kính đó. Đây là mắt kính, mắt kính, dạ gọi mắt kính mới là đúng. Chùm mắt kính ở đây, hai bên toàn là kinh doanh mắt kính không. Bây giờ thì cũng bớt đi rất là nhiều rồi. Phía trước mặt các anh chị là kênh Như Lộc Thị Nghè, và cũng là đường Rạch Bùng Binh, cũng đã kết thúc cái con đường Trương Định này. Dạ thì em cũng xin dừng đoạn đôi dép ở đây. Dạ hẹn gặp lại quý bác anh chị ở những video tiếp theo nhé. Những video rong ruổi khám phá đường phố Sài Gòn và những gì nóng nhất đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em xin chào và hẹn gặp lại.